Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Nhận diện và kịp thời chặn đứng vấn nạn này cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Ghi nhận tại thành phố Long Khánh. Công an thành phố Long Khánh đang tạm giữ đối tượng Đinh Quang Tú sinh năm 1991, quê tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hay thường gọi là tín dụng đen. Tại cơ quan công an, Tú khai nhận nhóm của mình đã cho nhiều người vay với lãi suất 360% một năm, cá biệt có trường hợp lên đến 1.118% một năm. Ngoài ra, người vay tiền còn phải đóng các khoản phí khác nhau cho từng khoản vay với mức phí 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Đầu năm thì cũng đi loanh quanh các quán nước và quán ăn, thì mình cũng đi tìm người, thì ai em cũng mời. Thì rất nhiều người thì cũng được vài người mới hỏi được. Thì họ vay thì cũng vay lại đứng đấy, là 1.200.000 đấy. Các đối tượng thì đa số là người ngoài địa phương, đến cư trú một thời gian nhất định trên địa bàn. Thì đối tượng đã tìm hiểu địa bàn cũng như những cái người có nhu cầu cho vay để thực hiện hành vi là cho vay nặng lãi qua cái hình thức là hợp đồng dân sự, cho vay mượn tiền. Tuy nhiên các hình thức về thực tế về cái mức lãi thì trên hồ sơ tài liệu không thể hiện. Nhưng mà thực tế đối tượng đã thu lãi của bà con rất là cao so với quy định nhà nước và đã vi phạm pháp luật. Liên quan đến hoạt động đòi nợ, từ ngày 1 tháng 1 2021, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị cấm hoạt động, góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật phát sinh từ hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Tuy nhiên, một số công ty hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa các công ty bảo vệ tư vấn luật mua bán nợ, ủy quyền đòi nợ, sử dụng nhân viên của các công ty đòi nợ trước đây để liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở cho vay hoặc cho đối tác thuê nhân viên để đòi nợ. Tình trạng các đối tượng côn đồ nghiện hút các băng nhóm tội phạm thực hiện các hành vi đòi nợ đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự đã giảm rõ rệt. Nhưng thủ đoạn đòi nợ bằng cách ném chất bẩn, chất thải, gạch đá vào nơi ở, nơi làm việc của con nợ và người thân con nợ vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Riêng đối với tội phạm tín dụng đen thì chúng tôi đã làm rõ hành vi của 13 đối tượng có liên quan, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng. Trong thực hiện giao dịch dân sự thì bà con nên chú ý cảnh giác với các thủ đoạn mà các đối tượng ẩn nấp đằng sau để thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng. Thực tế, do nhu cầu tín dụng trên thị trường đa dạng, không có mẫu số chung cho giải pháp và cần đa dạng hình thức khác nhau, nên trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ giúp trấn áp, kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này là công việc cần làm, cần duy trì vì sự bình yên, an toàn của nhân dân và của cả xã hội.